Hôm nay là có danh sách đi chơi du lịch Thăng Lan nha. Quán sẽ nghỉ ngày 17 đến ngày 19. Còn có ba mẹ, chị hai và những người xung quanh đây nè. Bây giờ đọc tên thì bắt đầu lên vô xe nha. Kiểm tra ngay ngắn rồi xong mình mới lên xe để coi không có thiếu sót ai nha. Rồi, bỏ đi. Đây là đây là nhân viên tính là chốt của chiếc khách. Rồi, hôm nay mình bắt đầu đọc tên rồi bắt đầu đi nha. Rồi, mẹ, đi nha. Đi du lịch Thăng Lan rồi, bây giờ phải kiểm tra từng người một. Chị hai, ba, đạt, mình. Nhìn dữ. Còn hai thành viên rất là đặc biệt nữa. Có mang đồ đi. Không, ngồi xuống. Không ngồi xuống như lên. Đi nhỏ nhất. Anh đò lại bụp. Rồi bụp đi. Bông hãy ngoan mới được đi nghe chưa. Rồi bông đi. Rồi hành trình của mình sẽ đi Phan Rang nha. Bây giờ bắt đầu lên xe, mọi người chuẩn bị lên xe xếp hàng thôi. Rồi lên xe mọi người ơi. Đây là ngôi nhà để ở này, và bên kia nữa sẽ là hai căn nha. Bao đâu bập đâu? Ở đây lên. Dù lắm. Nóng không? Quá nóng rồi. À, vô bập. Bập. Đi vô hết nha lên. Bập, đi đây. Nhanh lên, bập. Trời ơi, mới vô cái đội chuẩn bị à. Nhanh lên, đi qua đây. Chết bây giờ. Lên. Đi vô này. Vừa mới xuống biển không mà nó đòi chạy đi ra ngoài kia để tắm biển nè. Trời ơi trời. Giờ này 2 giờ hơn nó tắm biển cái gì bụp. Đi vô nha lên. Tưởng đâu đi xuống vệ sinh chứ rồi đi biển rồi.